Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Đây, hôm nay thì mình có bốn cái miệng cào ủi cái cơm ủi gỏng đó các bạn. Đó, miệng cào mình đang xài của mình đó, mình đang xài. Đó, bây giờ có anh em nào cần xài á, thì mình để lại. Hiện tại là bốn miệng hai cặp á, 10 mét. Đó, là mấy miệng này mình đang chạy luôn nè. Có anh em nào cần thì cứ liên hệ mình để ghẻ cho anh em. Đó, đẩy ghẻ cho anh em là một miệng như vậy là 2 triệu, một cặp là 4 triệu á, là hai cặp. Đó. Mấy anh em nào mà mua hai cặp á là mình sẽ miễn ship cho mấy anh em luôn. Anh em nào mua 4 miệng á là sẽ miễn ship. Còn anh em nào mà mua một cặp á là anh em tiền ship thì mình không có chịu á, anh em tự trả ship. Đó, miệng mình đang xài luôn bạn. Đó, miệng đây nè. Miệng mình đang xài đầy đủ hết. Mấy anh em chỉ mình nếu mình bán là mình lấy mấy cái khoang này lại mình chai vô cây cào khác của mình. Đó, lưới nè. Cũng có gách một vài lỗ nhưng mà mình lẹo rồi giá rồi á. Mấy anh em mua về là bắt vô chạy thôi. Cào đã qua sử dụng mà nhưng mà còn ngon tới 4 miệng lận. Đó, 4 miệng là hai bộ. Đó, miệng bên đây nữa đây, bên đây ở đây mình đang chạy đây. Có anh em mà cần xài ở trước mũi mình á. Trước mũi á là còn hai miệng một bộ nữa, còn đây một bộ. Đó, là tổng cộng là 4 miệng hai bộ. Anh em nào cần xài cứ liên hệ mình sẽ để lại ghẻ cho mấy anh em xài á. Đó, nói chung thì miệng cào này thì đặt mới thì tới có 10 triệu, mười mấy triệu vậy lận. Đó. Mấy anh em mua cái này về miệng mình đang xài mấy anh em khỏi lo đâu. Cũng có gách một vài lỗ, vậy mấy anh em bắt vô là chạy thôi. Mấy anh em mua miệng này thì hai bộ thì mình sẽ miễn ship cho mấy anh em luôn, bao ship. Đó, rồi mình sẽ để số điện thoại á, mấy anh em nào có cần thì cứ liên hệ số điện thoại đó đó. Miệng cào của mình đó bạn, chứ không có ai gửi hết, mình đang xài luôn á, mình đang xài luôn. Mà mình hiện tại giờ mình nhiều quá rồi, mình bán bớt. Đó, một miệng 2 triệu, một bộ là 4 triệu, quá rẻ luôn. Rồi, mến chào các bạn nha. Đừng quên đăng ký kênh và like, nhấn vô chuông để nhận thông báo cập nhật tình hình về tình hình đánh bắt cá cơm của mình á. Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại clip sau.